Xin giới thiệu với mọi người, đây là ba xu mệnh giá 1, 2 và 5 Eurocent của Cộng hòa Liên bang Đức được lưu hành vào năm 2002. Mình sẽ quay kỹ mặt sau nhé. Như mọi người thấy thì ở mặt sau các đồng xu này đều có trùng mã là A. Mã A có nghĩa là các đồng xu đó được đúc ở xưởng đúc tiền Berlin. Mình sẽ nói kỹ hơn logo ở mặt sau nhé. Đây là một cành sồi gồm 5 lá và 2 quả. Như mình tìm hiểu được thì cây sồi tượng trưng cho sức mạnh, sự trường tồn, sức chịu đựng và danh dự của người Đức. Sau đây xin mời mọi người chiêm ngưỡng mặt trước của các đồng xu này nha. Đồng xu có kích thước nhỏ nhất là 1 sen, kích thước vừa là 2 và kích thước lớn nhất là 5 sen. Chúng đều được làm từ thép mạ đồng.